Kinh Thủ Lăng Nghiêm quyển 4. Mục 7 chỉ rõ sự tiếp tục giả dối sinh ra và các đại không ngăn ngại lẫn nhau. Đoạn 1. Ông Mãn Từ khen ngợi Phật và trình bày chỗ nghi. Khi bấy giờ, ông Phú Lâu Na, Di Đà La Ni Tử ở trong đại chúng, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trật vai áo bên phải, đầu gối bên phải chấm đất, chắp tay cung kính mà bạch Phật rằng: Đức Thế Tôn có oai đức lớn, khéo vì chúng sinh diễn bày đệ nhất nghĩa đế của Như Lai. Đức Thế Tôn thường cho rằng, trong những người thuyết pháp, tôi là bậc nhất. Sau này tôi nghe pháp âm nhiệm màu của Như Lai, cũng như người điếc, cách xa trăm bước, nghe tiếng mũi mạc, vốn đã không thấy, huống nữa lại nghe. Tuy Phật chỉ rõ, khiến cho tôi trừ được lầm lạc, nhưng tôi chưa rõ chỗ rốt ráo, không còn nghi hoặc của nghĩa ấy. Bạch Thế Tôn, như bọn ông A Nan, tuy được khai ngộ, nhưng chưa trừ hết tập khí hữu lậu. Còn bọn chúng tôi là những người đã lên đến bậc vô lậu trong hội này, thì tuy đã hết các lậu, nhưng nay nghe pháp âm của Như Lai vừa dạy, còn mắc phải những điều nghi hối. Đoạn 2. Thiết lập hai điều nạn hỏi. Bạch Thế Tôn, nếu như hết thảy các căn, trần, ấm, xứ, giới, vân vân trong thế gian đều là tính thanh tịnh bản nhiên Như Lai tạng, thì làm sao bỗng nhiên lại sinh ra các tướng hữu vi như núi, sông, đất liền, thứ lớp dời đổi, trước sau quanh lộn? Lại Đức Như Lai nói, bốn món đại địa, thủy, hỏa, phong, bản tính viên mãn dung hòa, cùng khắp pháp giới, vẳng lặng thường trụ. Bạch Thế Tôn, nếu tính địa đại cùng khắp, sao lại dung được thủy đại? Nếu tính thủy đại cùng khắp, thì hỏa đại không thể phát sinh. Làm sao lại phát minh hai tính thủy đại và hỏa đại đều cùng khắp hư không, không diệt lẫn nhau? Bạch Thế Tôn, tính địa đại là ngăn ngại, tính hư không là rộng suốt. Làm sao hai đại ấy lại đều cùng khắp pháp giới? Tôi này không biết nghĩa ấy do đâu, xin Phật phát lòng đại từ, vén mây mê lầm cho tôi và trong đại chúng. Ông Mãn Từ nói lời ấy rồi, năm phút gieo xuống đất, kính mong lời dạy từ bi vô thượng của Đức Như Lai. Đoạn 3. Phật hứa chỉ bày thắng nghĩa, bảo trong chúng lắng nghe. Khi bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo ông Phú Lâu Na và các vị A-la-hán lậu tận vô học trong hội rằng: Ngày nay Như Lai khắp vị trong hội này chỉ bày tính chân thắng nghĩa trong thắng nghĩa, khiến cho ở trong hội này những hàng định tính thanh văn và hết thảy các bậc A-la-hán chưa được hai phép nhân không pháp không phát tâm hướng về thượng thừa, đều từ chỗ tu hành chân chính, thiết thực không xao động của cảnh giới tịch diệt nhất thừa. Ông hãy nghe kỹ, tôi sẽ vì ông mà nói. Các ông Phủ Lâu Na kính vâng pháp âm của Phật, lẳng lặng vâng nghe. Đoạn 4. Nếu bản tính để chỉ rõ căn nguyên hư vọng. Phật dạy, ông Phủ Lâu Na, như ông vừa nói, đã là bản nhiên thanh tịnh, làm sao bỗng nhiên lại sinh ra có núi sông đất liền? Vậy ông không thường nghe Như Lai chỉ dạy tính giác là diệu minh, bản giác là minh diệu hay sao? Ông Phú Lâu Na bạch: Thưa Thế Tôn, vâng, tôi thường nghe Phật chỉ dạy nghĩa ấy. Phật bảo: Ông bảo cả giác là minh, lại là vì bản tính nó là minh nên gọi nó là giác, hay là vì giác được cái không minh mà gọi là minh giác? Ông Phủ Lâu Na bạch: Nếu cái không minh đó mà gọi là giác, thì nó không minh được cái gì? Phật dạy: Nếu không có sở minh là không có minh giác, thì có sở không phải là giác, mà không sở lại không phải là minh, và không minh thì lại không phải là giác tính trạng minh. Vậy tính giác chắc là minh,
do vọng tưởng mà làm ra có minh giác. Giác không có gì là sở mình, nhưng có mình mà lập ra thành sở. Để giả dối lập ra có sở, mới sinh ra cái năng hư vọng của các ông. Đoạn 5. Chỉ tướng nguyên nhân của thế giới sự vật, hư không về chúng sanh. Trong tính không đồng, không khác, nổi dậy thành ra có khác. Khác với cái khác kia, thì nhân cái khác đó mà lập thành cái đồng. Phát minh cái đồng, cái khác rồi, thì nhân đó mà lập ra cái không đồng, không khác. Rối loạn như vậy, đối giải với nhau sinh ra leo lự. Leo lự mãi phát ra trần tướng, tự vẫn đột lẫn nhau. Do đó, đưa đến những trần leo phiền não. Nổi lên thì thành thế giới, lặn xuống thì thành hư không. Hư không là đồng, thế giới là khác. Cái không đồng không khác kia thật là pháp hữu vi. Đoạn 6. Chỉ ba tướng kết quả tiếp tục. Cái giác là sáng suốt, cái hư không thì không hay biết. Hai cái đối đãi với nhau thành có lay động, cho nên có phong luân nắm giữ thế giới. Nhưng cái hư không mà sinh ra có lay động, phát minh tính cứng thì thành có ngăn ngại. Các loại kim bảo đều do minh giác lập ra tính cứng, cho nên có kim luân nắm giữ cõi nước. Biết cái cứng thì càng có kim bảo, rõ cái lay động thì phong đại phát ra. Phong đại và kim bảo cọ sát nhau, cho nên có hỏa đại làm tính biến hóa. Ngọn lửa xông lên, kim bảo sinh ra tính ướt, cho nên có thủy luân trùm khắp các cõi mười phương. Lửa bốc lên, nước xa xuống gieo nhau phát hiện mà lập thành tính cứng. Chỗ ướt là bể lớn, chỗ khô là gò nổi. Do cái nghĩa ấy, trong bể lớn kia hơi nóng thường bốc lên, trong gò nổi kia sông ngòi thường chảy xuống. Thế nước kém thế lửa thì kết thành núi cao. Vậy nên đá núi đập thì có tia lửa, nấu thì chảy ra nước. Thế đất kém thế nước rút ra thành cỏ cây. Vậy nên rừng rú bị đốt thì thành đất, vắt ra thì có nước. Vọng tưởng gieo xen phát sinh, xoay vần làm chủng tử cho nhau. Do nhân duyên ấy mà thế giới tiếp tục. Lại nữa Phú Lâu Na, vọng tưởng chẳng phải gì khác, do tính minh giác hóa ra làm lỗi. Cái sở minh hư vọng đã lập, thì phạm vi của cái năng minh không vượt khỏi được. Do nhân duyên ấy, nghe không ra ngoài tiếng, thấy không vượt khỏi sắc. Sáu cái vọng, sắc, hương, vị, xúc, vân vân đã thành lập, thì do đó chia ra có thấy, nghe, hay, biết. Đồng nghiệp ràng buộc lẫn nhau mà hợp, mà ly, mà thành, mà hóa. Cái thấy phát minh thì cái sắc phát ra, nhận rõ nơi sự thấy thì thành có tư tưởng, rồi ý kiến khác nhau thì thành ra ghét, tưởng niệm đồng nhau thì thành ra yêu. Lan cái yêu ra thành hạt giống, thu nạp tưởng niệm thành ra cái thai, gieo xen phát sinh, hấp dẫn bọn đồng nghiệp, nên có nhân duyên sinh ra Yết La Lam, Ác Bồ Đàm, vân vân. Thai sinh, noãn sinh, thấp sinh hay hóa sinh là tùy phần sở ưng. Noãn chỉ do tưởng niệm mà sinh, thai thì nhân ái tình mà có, thấp sinh thì cơ cảm mà hợp lại, còn hóa sinh thì phân ly mà ứng hiện. Khi tình, khi tưởng, khi hợp, khi ly thay đổi lẫn nhau, nên các loài chịu nghiệp báo cũng theo đó mà lên xuống. Do nhân duyên ấy, chúng sinh tiếp tục. Phủ Lâu Na, tư tưởng thương yêu ràng buộc lẫn nhau, yêu mãi không rời, thì những cha mẹ con cháu trong thế gian sinh nhau không ngớt. Bọn này thì lấy dục tham làm gốc, lòng tham lòng yêu giúp nhau tăng trưởng, tham mãi không thôi, thì các loài thai sinh, noãn sinh, thấp sinh, hóa sinh trong thế gian, tùy sức mạnh yếu, ăn nuốt lẫn nhau. Bọn này thì lấy xác tham làm gốc, lấy thân người ăn con dê, dê chết làm người, người chết làm dê,
Như vậy, cho đến 10 loài chúng sinh chết sống, sống chết ăn nuốt lẫn nhau, nghiệp dữ cùng sinh ra tột đời vị lai, bọn này thì lấy đạo tham làm gốc. Người này mắc nợ thân mạng người kia trả nợ cũ cho người này, do nhân duyên ấy trải qua trong nghìn kiếp, thường ở trong đường sống chết. Người này yêu cái tâm người kia ưa cái sắc người này, do nhân duyên ấy trải qua trong nghìn kiếp, thường ở trong vòng ràng buộc, vì ba món sát đạo dâm làm gốc, và vì nhân duyên đó nghiệp quả tiếp tục. Phủ Lâu Na, ba thứ tiếp tục điên đạo ấy đều do tính sáng suốt rõ biết của giác minh, nhân rõ biết phát ra có tướng, theo vọng tưởng mà kiến chấp sinh ra. Các tướng hữu vi núi sông, đất liền thứ lớp dời đổi, đều nhân cái hư vọng đó mà xoay vần sau trước. Đoạn 7. Chỉ rõ giác không sinh mê. Ông Phủ Lâu Na bạch, nếu cái diệu giác đó bản tính là diệu minh, cùng với tâm Như Lai, không thêm không bớt, mà không có gì bỗng nhiên lại sinh ra các tướng hữu vi núi sông, đất liền. Như vậy, Như Lai hiện nay đã chứng được bản giác diệu minh, không có phân biệt, thì đến lúc nào lại sinh ra núi sông, đất liền và các tập lậu hữu vi? Phật bảo ông Phủ Lâu Na, ví như người mê, nơi một xóm làng, làm phương Nam làm phương Bắc, thì cái mê ấy lại là nhân mê mà có hay nhân ngộ mà ra. Ông Phủ Lâu Na bạch, người mê cũng vậy, cũng không nhân mê, cũng không nhân ngộ. Vì sao? Mê vốn không có gốc, làm sao lại nhân mê? Còn ngộ không phải cái sinh ra mê, làm sao lại nhân ngộ? Phật dạy, người mê kia, chính trong lúc mê, bỗng có người ngộ chỉ bày cho được ngộ. Phủ Lâu Na ý ông nghĩ thế nào? Người ấy giải trừ được cái mê đi, thì đối với xóm làng đó, còn có sanh mê nữa không? Thưa Thế Tôn, không. Phủ Lâu Na, Như Lai mười phương thì cũng như vậy. Cái mê đó không có gốc, tính nó rốt ráo là rỗng không. Xưa vốn không mê, chỉ hình như có mê, có giác. Giác được cái mê, thì cái mê diệt và giác, không sinh ra mê. Cũng như người lòa thấy hoa đốm giữa hư không, nếu trừ được bệnh lòa, thì hoa đốm nơi hư không diệt mất. Bỗng có người ngu, ở chỗ hư không mà hoa đốm kia đã diệt rồi, lại mong đợi hoa đốm sinh lại. Ông xét người ấy là ngu hay là trí tuệ? Ông Phủ Lâu Na bạch, hư không vốn không có hoa đốm, vì hư vọng mà thấy có sinh diệt, thấy hoa đốm diệt mất nơi hư không đã là điên đảo rồi, lại còn muốn bảo nó sinh lại thì thật là điên dại. Làm sao còn gọi người điên như vậy là ngu hay là trí tuệ? Phật dạy, ông hiểu như vậy, làm sao còn hỏi tính giác diệu minh, không có phân biệt của chư Phật Như Lai, lúc nào lại sinh ra núi sông, đất liền? Lại như quặng vàng lộn với vàng rồng, khi vàng đã luyện thành rồng rồi, thì không xen lộn được nữa, cũng như cây đã đốt ra tro, thì không thành cây được nữa. Bồ đề Niết Bàn chư Phật Như Lai thì cũng như vậy. Đoạn 8. Chỉ các đại có thể dung nhau. Phủ Lâu Na, ông lại hỏi về địa, thủy, hỏa, phong, bản tính viên mãn dung hòa, cùng khắp pháp giới. Nghĩ sao tính nước, tính lửa lại không lẫn nhau, diệt nhau và nêu ra hư không và đại địa, đều cùng khắp pháp giới, lẽ ra không dung được nhau. Phủ Lâu Na, ví như hư không, bản thể không phải các tướng, mà không ngăn cản các tướng phát huy. Vì sao? Phủ Lâu Na, nơi hư không kia, mặt trời soi thì sáng, mây kéo thì tối, gió lay động, trời tạnh thì trong, hơi động thì dục, bụi nổi thì mù, nước đứng thì ánh. Ý ông nghĩ thế nào? Các tướng hữu vi khác nhau như vậy, nhân các cái kia mà sinh,
hay nhân hư không mà có. Phủ Lầu Na, nếu như do các cái kim mà sinh ra, thì khi mặt trời soi, đã là mặt trời sáng, mười phương thế giới đều thành sắc của mặt trời. Làm sao giữa hư không lại còn thấy mặt trời tròn? Nếu là hư không sáng, thì hư không phải tự soi lấy. Làm sao lúc giữa đêm mây mù lại không sinh ra sáng chói? Vậy nên biết rằng cái sáng đó không phải mặt trời, không phải hư không, và cũng không ra ngoài hư không và mặt trời. Xét cái tướng vốn là vọng, không thể chỉ bày, cũng như muốn hoa đốm hư không kết thành quả hư không, làm sao còn gạn hỏi cái nghĩa lẫn diệt lẫn nhau. Xét cái tính vốn là chân, chỉ là tính giác diệu minh. Tính giác diệu minh vốn không phải là nước hay là lửa, làm sao còn hỏi về nghĩa không dung được nhau. Bản tính diệu minh chân thật thì cũng như vậy. Ông phát minh cái hư không thì có hư không hiện ra, địa, thủy, hỏa, phong. Mỗi mỗi phát minh thì mỗi mỗi hiện ra, nếu cùng phát minh thì cùng hiện ra. Thế nào là cùng hiện ra? Phủ Lâu Na, như trong một chỗ có nước hiện ra bóng mặt trời, hai người đồng xem mặt trời trong nước, rồi một người đi phương đông, một người đi phương tây, thì hai bên đều có mặt trời theo mình cùng đi, một cái về phương đông, một cái về phương tây, không có chuẩn đích nhất định. Không nên ngạn hỏi rằng mặt trời đó là một, sao lại mỗi cái đi theo mỗi người? Các mặt trời đã thành hai, làm sao trước kia chỉ hiện ra có một? Hư vọng quanh lộn như thế, không thể lấy gì làm bằng cứ. Mục 8. Chỉ tính diệu minh hợp về Như Lai Tạng, rời cả hai nghĩa phi, không là, và tức, tức là. Đoạn 1. Chỉ về trái với giác tính, hợp với trần tướng. Phủ Lầu Na, ông đem cái sắc, cái không mà lấn cướp lẫn nhau nơi Như Lai Tạng, thì Như Lai Tạng theo ông làm sắc, làm không, cùng khắp pháp giới. Vậy nên trong ấy, gió thổi thì động, hư không thì lạnh, mặt trời thì sáng, mây mù thì tối. Chúng sinh mê lầm, trái với giác tính, hợp với trần tướng, cho nên phát ra trần lao, có các tướng thế gian. Đoạn 2. Chỉ tính diệu minh hợp với Như Lai Tạng. Tôi lấy tính diệu minh, không diệt không sinh, hợp với Như Lai Tạng, thì Như Lai Tạng chỉ là tính giác diệu minh, soi khắp pháp giới. Vậy nên trong ấy, một là vô lượng là một. Trong nhỏ hiện ra lớn, trong lớn hiện ra nhỏ. Đạo trường bất động cùng khắp thế giới mười phương, thân trùm cả hư không vô tận mười phương. Nơi đầu một mãi lông hiện ra cõi bảo vương, ngồi trong vi trần chuyển bánh xe pháp lớn. Diệt trần tướng hợp giác tính, nên phát ra tính giác chân như nhiệm màu sáng suốt. Đoạn 3. Chỉ Như Lai Tạng là phi, tất cả. Nhưng Như Lai Tạng bản tính diệu viên, không phải là tâm, là không, là địa, là thủy, là phong, là hỏa, không phải là nhãn, là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, không phải là sắc, là thanh, hương, vị, xúc, pháp, không phải là nhãn thức giới, cho đến không phải là ý thức giới, không phải là minh, là vô minh, là hết minh, là hết vô minh, cho đến không phải là lão, là tử, là hết lão tử, không phải là khổ, là tập, là diệt, là đạo, không phải là trí, là đắc, không phải là bố thí, là trì giới, là tinh tiến, là nhẫn nhục, là thiền định, là trí tuệ, là ba la mật đa, cho đến cũng không phải là Như Lai, là ứng cúng, là chính biển tri, không phải là đại niết bàn, là đức thường, đức lạc, đức ngã, đức tịnh. Vì cái đó đều không là các pháp thế gian và xuất thế gian vậy. Đoạn 4. Chỉ Như Lai Tạng, tức là tất cả. Tức cái bản tính minh diệu Như Lai Tạng, cũng tức là tâm,
là không, là địa, là thủy, là phong, là hỏa, tức là nhãn, là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, tức là sắc, là thanh, hương, vị, xúc, pháp, tức là nhãn thức giới, cho đến là ý thức giới, tức là minh, là vô minh, là hết minh, là hết vô minh, cho đến tức là lão, là tử, là hết lão tử, tức là khổ, là tập, là diệt, là đạo, tức là trí, là đắc, tức là bố thí, là trì giới, là tinh tiến, là nhẫn nhục, là thiền định, là trí tuệ, là ba la mật đa, cho đến tức là Như Lai, là ứng cúng, là chánh biển tri, tức là đại niết bàn, là đức thường, đức lạc, đức ngã, đức tịnh. Do cái đó, tức là các pháp thế gian và xuất thế gian vậy. Đoạn 5. Chỉ ra ngoài các nghĩa phi và tức và phải nhờ đến ngón tay hay. Tức cái tính giác diệu minh Như Lai tạng, rời cả các nghĩa tức, phi và cũng là tức, là phi. Làm sao chúng sinh ba cõi thế gian và các hàng thanh văn duyên giác xuất thế gian lấy cái tâm hay biết sự vật mà đo lường được vô thượng bồ đề của Như Lai, dùng tiếng nói thế gian mà vào được tri kiến của Phật, ví như những cây đàn cầm, sắt, không hầu, tỳ bà. Tuy có tiếng hay, nhưng nếu không có ngón tay hay, thì rốt cuộc cũng không phát ra được. Ông cùng chúng sinh thì cũng như vậy. Tâm tính chân thật, mỗi người đều đầy đủ. Nhưng khi tôi ấn ngón tay, thì hải ấn phát ra hào quang. Còn các ông tạm móng tâm lên, thì trần lao đã nổi. Do vì không siêng năng cầu đạo vô thượng giác, ưa nhớ tiểu thừa, được một ít đã cho là đủ. Mục 9. Chỉ mê vọng không có nhân, hết mê tức là bồ đề. Đoạn 1. Nghi giác tính vì nhân gì mà có vọng. Ông Phú Lâu Na bạch, chân tâm viên giác diệu minh của tôi và của Như Lai đều viên mãn không hai, mà tôi trước kia mắc vọng tưởng vô thủy, ở lâu trong luân hồi, nay được thánh thừa còn chưa rốt ráo. Thế Tôn, thì khắp tất cả các vọng đều diệt trọn, chỉ có diệu dụng tính chân thường. Xin hỏi Đức Như Lai, hết thảy chúng sinh vì nhân gì mà có vọng từ che tính diệu minh mà chịu chìm đắm như vậy? Đoạn 2. Chỉ mê bốn không nhân. Phật bảo ông Phú Lâu Na, ông tuy trừ được lòng nghi nhưng còn những điều lầm chưa dứt hết. Nay tôi lại đem những việc hiện tiền thế gian mà hỏi ông, há ông không nghe trong thành thất La Phiệt có anh diễn nhã đạt đa, buổi mai lấy gương soi mặt, bỗng nhiên ưa cái đầu trong gương, lông mày, con mắt có thể thấy được, rồi giận trách cái đầu mình, sao lại không thấy mặt mày, cho là giống yêu quái, rồi không cớ gì phát điên bỏ chạy. Ý ông nghĩ thế nào? Người đó vì nguyên nhân gì vô cớ phát điên bỏ chạy? Ông Phú Lâu Na bạch, tâm người ấy điên, chứ không có cớ gì khác. Phật dạy, tính diệu giác viên mãn sáng suốt, bản lai là diệu minh cùng khắp, để gọi là vọng, thì làm sao có nhân? Nếu có nguyên nhân, thì sao gọi là vọng? Chỉ tự các vọng tưởng xoay vần, là nguyên nhân cho nhau, theo cái mê, chữa cái mê, trải qua kiếp số như vi trần. Tuy Phật phát minh, còn không biết trở về. Nguyên nhân cái mê như vậy là nhân mê tự có. Biết cái mê không có nhân thì cái vọng không chỗ nương tựa, còn không có sinh thì muốn đem cái gì mà làm cái diệt. Người được đạo bồ đề như người tỉnh giấc kể chuyện trong chim bao, tâm giàu rõ ràng nhưng không thể có nhân duyên gì lấy được những vật trong chim bao. Huống nữa cái mê lại không có nhân, vốn không có gì cả. Như anh diễn nhã đạt đa trong thành kia, đâu có nhân duyên mà tự sợ đầu mình bỏ chạy, bỗng nhiên hết điên, thì cái đầu đâu phải từ ngoài đưa tới. Dầu chưa hết điên, cái đầu cũng không hề mất. Phủ Lâu Na,
Tính của cái vọng là như vậy, làm sao còn có nguyên nhân được? Đoạn 3. Chỉ dứt các duyên thì hết điên, và giác tỉnh vốn cùng khắp. Ông chỉ không theo phân biệt ba thứ tiếp tục nơi thế gian, nghiệp quả, chúng sinh, thì ba duyên đã đoạn rồi, ba nhân không sinh ra nữa, và tính điên của anh Diễn Nhã Đạt Đa trong tâm ông tự hết. Hết tức là tâm tính bồ đề trong sạch sáng suốt, bản lai cùng khắp pháp giới, không do ai đưa lại, nào còn gì phải tu chứng nhọc nhằn vất vả. Ví như có người ở nơi áo mình buộc một hạt châu như ý mà không hay biết, nên phải xin ăn rong ruổi phương xa, nghèo nàn rách rưới. Tuy người ấy thật nghèo nàn, nhưng hạt châu không hề bị mất. Bỗng nhiên có người khôn chỉ hạt châu ra cho, thì người ấy muốn gì được nấy, thành giàu có lớn, rồi mới ngộ được hạt châu quý hóa ấy không phải do ở ngoài đưa tới. Một người lại phá xích nhân duyên, tự nhiên và trách chỉ biết nghe nhiều. Đoạn 1. Phát nghi mà hỏi. Khi bấy giờ ông A Nan ở trong đại chúng định lễ chân Phật, đứng dạy bạch Phật: Đức Thế Tôn hiện nói về các nghiệp sát, đạo, dâm, về ba duyên đoạn rồi thì ba nhân không sinh, và tính điên anh Diễn Nhã Đạt Đa trong tâm tự hết. Hết tức là bồ đề, không do người khác đưa tới. Như thế rõ ràng là nhân duyên rồi, làm sao Đức Như Lai lại bỏ nghĩa nhân duyên? Chính tôi do nhân duyên mà tâm được khai ngộ. Bạch Thế Tôn, nghĩa ấy đâu chỉ đối với hàng thanh văn hữu học ít tuổi như chúng tôi, mà hiện nay trong hội này, ông Đại Mục Kiền Liên, ông Xá Liệt Phất, ông Tu Bồ Đề, vân vân, cũng từ ông lão Phạm Chí nghe lý nhân duyên của Phật mà phát tâm khai ngộ, được thành quả vô lậu. Này Phật dạy rằng bồ đề không do nhân duyên, thì các thuyết tự nhiên của bọn Câu Xá Ly thành Phương Xá lại thành đệ nhất nghĩa. Xin Phật rủ lòng đại bi khai phá chỗ mê lầm cho chúng tôi. Đoạn 2. Gạn cùng chỗ nghi. Phật bảo ông A Nan: Tức như anh Diễn Nhã Đạt Đa trong thành, nếu diệt trừ được nhân duyên tính điên, thì tính không điên tự nhiên hiện ra, các lý nhân duyên tự nhiên cuối cùng chỉ như vậy. Đoạn 3. Lấy ví dụ cái đầu không mất để chỉ cái điên là hư vọng. A Nan, như cái đầu ông Diễn Nhã Đạt Đa vốn là tự nhiên, nó đã tự nhiên như thế thì có lúc nào lại không tự nhiên? Vậy vì nhân duyên gì mà sợ cái đầu phát điên bỏ chạy? Nếu cái đầu tự nhiên vì nhân duyên mà điên, thì sao không tự nhiên vì nhân duyên mà mất đi? Cái đầu vốn không mất, điên sợ giả dối phát ra, chứ nào có thay đổi gì mà phải nhờ đến nhân duyên? Nếu tính điên vốn là tự nhiên và vốn có sẵn tính điên sợ, thì khi chưa điên, cái điên núp vào chỗ nào? Nếu tính không điên là tự nhiên, thì cái đầu vẫn không việc gì, sao lại phát điên bỏ chạy? Nếu ngộ được cái đầu sẵn có, biết mình vì phát điên mà bỏ chạy, thì nhân duyên và tự nhiên đều là hí luận. Đoạn 4. Phá xích nhân duyên và tự nhiên, dẫn vào bồ đề. Vậy nên tôi nói, ba duyên đoạn trừ rồi, tức là tâm bồ đề. Tâm bồ đề sinh, tâm sinh diệt diệt, đó chỉ là sinh diệt. Diệt và sinh đều hết thì gọi là vô công dụng đạo. Nếu có tự nhiên, như vậy là phát minh tâm tự nhiên sinh. Tâm sinh diệt diệt, thế cũng là sinh diệt, và lấy cái không sinh diệt gọi là tự nhiên. Cũng như trong thế gian các tướng hòa lẫn thành ra một thể, gọi là tính hòa hợp. Cái không phải hòa hợp thì gọi là tính bản nhiên. Bản nhiên không phải bản nhiên, hòa hợp không phải hòa hợp. Hòa hợp và bản nhiên đều rời bỏ, rời bỏ và không rời bỏ đều phi. Câu nói này mới gọi là pháp không hỷ luận.
Bồ đề Niết Bàn còn ở xa xôi. Nếu ông không trải qua nhiều kiếp siêng năng tu chứng, thì tuy ghi nhớ diệu lý thanh tịnh 12 bộ kinh của Thập Phương Như Lai như cát sông Hằng, cũng chỉ càng thêm hí luận. Ông tuy nói lý nhân duyên tự nhiên chắc chắn rõ ràng, người đời gọi ông là đa văn bậc nhất. Với cái huân tập đa văn nhiều kiếp đó, ông không thoát khỏi được nạn ma đăng già, phải đợi thần chú Phật đỉnh của tôi làm cho lửa dâm trong tâm nàng ma đăng già hết đi, và nàng được quả Ana Hàm ở trong Phật Pháp thành rừng tinh tiến, song ái khô cạn, mới khiến cho ông được giải thoát. Vậy nên ông A Nan, tuy ông nhiều kiếp ghi nhớ những pháp bí mật diệu nghiêm của Như Lai, cũng không bằng một ngày tu nghiệp vô lậu, xa rời hai khổ ưa ghét thế gian. Như nàng Ma Đăng Già, trước kia là dâm nữ, do sức thần chú tiêu diệt lòng ưa muốn, nay ở trong Phật Pháp gọi tên là Tính Tỷ Khưu Ni, cùng với mẹ La Hầu La là Gia Du Đà La, đồng ngộ nhân trước, biết đã trải qua nhiều đời, nhưng vì tham ái mà khổ, một niệm huân tu pháp vô lậu thiện, thì người đã ra khỏi ràng buộc, người thì được Phật thụ ký. Làm sao ông còn tự dối mình, mắt miếu mãi trong vòng nghe thấy. Mục 11, chỉ nghĩa quyết định, đoạn 1, thuộc lại chỗ ngộ, thỉnh cầu phép tu hành. Ông A Nan và cả đại chúng nghe lời Phật dạy, tiêu hết nghi hoặc, ngộ được thật tướng, thân và ý đều yên lành, được pháp chưa từng có, rồi lại thương khóc, đỉnh lễ chân Phật, quỳ dài chắp tay mà bạch Phật rằng: Đức Vô Thượng Đại Bi Thanh Tịnh Bảo Vương khéo khai ngộ cho tâm chúng tôi, dùng các nhân duyên như thế, phương tiện dìu dắt những kẻ chìm đắm ra khỏi bể khổ. Bạch Thế Tôn, nay tôi tuy được vâng nghe pháp âm như vậy, nhận biết tâm tính diệu minh Như Lai Tạng cùng khắp thế giới mười phương, trùm chứa các cõi Phật bảo nghiêm thanh tịnh trong thập phương quốc độ, Như Lai lại trách tôi nghe nhiều mà vô dụng, không kịp thời tu tập. Nay tôi giống như người lên đên siêu bạc, bỗng nhiên gặp vị thiên vương cho cả nhà tốt, tuy được nhà lớn nhưng cốt yếu phải biết cửa mà vào. Xin nguyện Đức Như Lai không ngớt lòng đại bi, chỉ bày cho những kẻ mờ tối trong hội này rời bỏ pháp tiểu thừa và đều nhận được con đường phát tâm tu tập, đi đến vô dư niết bàn của Như Lai, khiến cho những hàng hữu học biết cách uống dẹp tâm phan duyên lâu đời, được pháp tổng trì, chứng nhập tri kiến của Phật. Ông A Nan nói lời ấy rồi nâng phóc dương xuống đất, ở trong hội một lòng mong đợi từ chỉ của Phật. Thì bấy giờ Đức Thế Tôn thương xót các hàng thanh văn duyên giác trong hội chưa được tự tại nơi tâm Bồ Đề, và những chúng sinh phát Bồ Đề tâm trong đời mạt pháp về sau, khi Phật đã diệt độ rồi, khai thị cho đường tu hành nhiệm màu pháp vô thượng thừa, và chỉ dạy ông A Nan với đại chúng rằng: Các ông quyết định phát tâm Bồ Đề, đối với pháp Tam Ma Đề chư Phật Như Lai không sinh mệt mỏi, thì trước hết nên rõ hai nghĩa quyết định trong lúc bắt đầu phát tâm tự giác. Đoạn 2. Xét về phát tâm trong lúc tu nhân. Chỉ 1. Dùng hư không để ví với chính nhân và chia ra bên trong bên đục. Thế nào là hai nghĩa quyết định trong lúc mới phát tâm? A Nan, nghĩa thứ nhất là: Nếu các ông muốn rời bỏ phép thành văn, tu thừa Bồ Tát vào tri kiến của Phật, thì nên xét kỹ chỗ phát tâm trong lúc tu nhân với chỗ giác ngộ trong lúc chứng quả là đồng hay là khác nhau. A Nan, nếu trong lúc tu nhân đem cái tâm sinh diệt làm cái nhân tu hành để cầu cho được cái quả bất sinh bất diệt của Phật thừa thì không thể được. Do cái nghĩa đó, ông nên xét các pháp có thể làm ra trong khí thế gian đều phải thay đổi diệt mất. A Nan, ông xét các pháp
có thể làm ra trong thế gian, có cái gì là không hư nát, nhưng không bao giờ nghe hư không tan rã. Vì sao? Vì hư không không phải là cái bị làm ra, do đó trước sau không hề tan mất. Thì trong thân ông, tướng cứng là địa đại, thấm ướt là thủy đại, hơi ấm là hỏa đại, lay động là phong đại. Do bốn cái ấy ràng buộc mà chia cái tâm tính diệu minh vẳng lặng cùng khắc của ông, làm ra cái thấy, cái nghe, cái biết, cái xét, từ đầu đến cuối tạo thành năm lớp ô trượt. Thế nào là trượt? A nan, ví như nước trong bản nhiên là trong sạch, lại như những thứ bụi, đất, tro, cát, bản chất là ngăn ngại. Hai bên bản nhiên thể chất khác nhau, không hợp nhau được. Có người thế gian lấy đất bụi kia ném vào nước sạch thì đất mất ngăn ngại, nước mất trong sạch, hình trạng đột vẫn, gọi đó là trượt. Năm lớp ô trượt của ông cũng giống như vậy. Chi hai, khai thị về ngũ trượt. A nan, ông thấy hư không khắp thập phương thế giới, bên không bên thấy không tách rời nhau, có cái không mà không thật thể, có cái thấy mà không hay biết, hai bên xen lộn dễ dối, thành ra lớp thứ nhất gọi là kiếp trượt. Thân ông hiện ôm bốn món đại làm tự thể, che biết những sự thấy, nghe, hay, biết, thành bị ngăn ngại và trở lại làm cho các thứ địa, thủy, hỏa, phong thành có hay biết, các điều đó xen lộn dễ dối, thành ra lớp thứ hai gọi là kiến trượt. Lại trong tâm ông, những sự nhớ biết học tập phát ra tri kiến, hiện ra tướng sáu trần, thì những sự đó rời tiền trần không có tướng, rời tri giác không có tính, xen lộn giả dối, thành ra lớp thứ ba gọi là phiền não trượt. Lại tâm ông ngày đêm sinh diệt không ngừng, tri kiến thì muốn lưu mãi ở thế gian, nhưng nghiệp báo xoay vần thì lại thường dời đổi cõi này cõi khác, những điều đó xen lộn giả dối, thành ra lớp thứ tư gọi là chúng sinh trượt. Cái thấy cái nghe của ông bản tính vốn không khác, do các trần các trở mà không duyên cớ gì lại sinh ra khác nhau. Trong tính thì vẫn biết nhau, nhưng trong dụng thì trái ngược nhau. Cái đồng và cái khác đã mất hẳn chuẩn đích, xen lộn giả dối, thành ra lớp thứ năm gọi là mệnh trượt. Chi ba, kết thành cái tâm tu nhân. A nan, nay ông muốn cho cái sự thấy, nghe, hay, biết xa xa hợp với bốn đức thường là ngã, tịnh của Như Lai, thì trước hết phải lựa bỏ cội gốc sống chết, nương theo cái không sinh diệt mà thành tựu tính yên lặng cùng khắp, dùng cái yên lặng mà xoay các thứ sinh diệt hư vọng trở về nơi bản giác, được tính không sinh diệt của bản giác làm cái tâm tu nhân, thì về sau mới viên thành chỗ tu chứng của quả vị. Như lắng nước đục đựng trong một cái đồ để yên mãi không lay động thì đất cát tự chìm xuống và nước trong hiện ra, thế gọi là bắt đầu uống dẹp các khách trần phiền não, gạn bùng hết sạch chỉ còn nước trong, thì gọi là dứt hẳn căn bản vô minh. Tưởng sản xuất đã tinh thuần thì tất cả các điều biến hiện đều không gây ra phiền não và hợp với đức màu thanh tịnh của Niết Bàn. Đoạn 3, xét rõ cội gốc phiền não. Chi 1, xét chỗ điên đảo nơi căn và trần. Nghĩa thứ hai là các ông quyết muốn phát tâm Bồ Đề nơi thừa Bồ Tát, xin lòng đại dũng mãnh, quyết định rời bỏ các tướng hữu vi, thì nên xét rõ cội gốc phiền não, những cái vô minh phát nghiệp và nhuận sinh vô thủy đó là ai làm, ai chịu. A nan, ông tu đạo Bồ Đề, nếu không suy xét cội gốc phiền não thì không thể biết những căn trần phiền não, thì không thể biết những căn trần hư vọng,
Nó điên đảo ở chỗ nào? Chỗ điên đảo còn không biết, thì làm sao uống dẹp được nó và chứng được quả vị Như Lai? A Nan, ông hãy xem người thế gian cởi nút, hễ không thấy chỗ thắt nút thì không biết cởi, chứ không hề nghe hư không bị phá tan. Vì sao? Vì hư không không có hình tướng, không thắt không cởi vậy. Thì như ông hiện nay, sáu thứ nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý làm mai mối cho giặc, tự cướp của báu trong nhà. Do đó, từ vô thủy, thế giới chúng sinh sinh ra ràng buộc, không thể vượt khỏi thế gian sự vật. Chi hai, chỉ rõ sự ràng buộc và siêu thoát của thế giới chúng sinh. A Nan, thế nào gọi là thế giới chúng sinh? Thế là dời đổi, giới là phương hướng. Nay ông nên biết, những phương đông, tây, nam, bắc, đông nam, đông bắc, tây bắc, phương trên, phương dưới là giới. Còn quá khứ, vị lai, hiện tại là thế. Phương hướng có 10, số lưu chuyển của thời gian có 3, hết thảy chúng sinh, dịch cái vọng mà thành như vậy. Nơi sự dời đổi trong thân, thể và giới gắn bó với nhau. Nhưng cái tính của giới đó, tuy là 10 phương, song có chỗ nhất định có thể chỉ rõ, thì thế gian chỉ nhận phương đông, phương tây, phương nam, phương bắc, phía trên, phía dưới, thì không có vị trí rõ ràng, ở giữa cũng không có chỗ nhất định. Số 4 đã rõ rồi, nhân với số thế, thì 3 lần 4, 4 lần 3, xoay vần là số 12, nhân luôn 3 lớp, một chục thành trăm thành nghìn, thì tổng quát trước sau, ở trong 6 căn, mỗi mỗi có thể có đến 1.200 công năng. A Nan, trong 6 căn đó, ông lại xác định chỗ hơn, chỗ kém. Như nhãn căn xem thấy, phía sau thì tối, phía trước thì sáng. Phương trước toàn sáng, phương sau toàn tối. Kể cả ngó qua bên phải, bên trái, thì 3 phần chỉ thấy được 2. Tóm lại, công năng của nhãn căn không toàn vẹn. Trong 3 phần công năng, thì 1 phần không có. Vậy nên biết, nhãn căn chỉ có 800 công năng. Như nhĩ căn nghe khắp, 10 phương không sót, động thì giống như có xa có gần, tĩnh thì không có bờ bến. Vậy nên biết, nhĩ căn đầy đủ 1.200 công năng. Như tỷ căn, người biết cả lúc thở ra, thở vào, chỉ có trong lúc thở ra, thở vào mà còn thiếu, trong lúc hơi thở giao tiếp, xét nơi tỷ căn, 3 phần còn thiếu 1. Vậy nên biết, tỷ căn chỉ có 800 công năng. Như thiệt căn phô bày cùng tột trí thế gian và xuất thế gian, lời nói có chừng hạn, nhưng lý thì vô cùng vô tận. Vậy nên biết, thiệt căn đầy đủ 1.200 công năng. Như thân căn biết xuất trần, biết các cảm xúc trái và thuận, khi hợp lại thì biết, khi rời ra thì không biết. Rời chỉ có 1, hợp thì có 2. Xét nơi thân căn, 3 phần còn thiếu 1. Vậy nên biết, thân căn chỉ có 800 công năng. Như ý căn thầm lặng, dung nạp tất cả các pháp thế gian, xuất thế gian trong 10 phương 3 đời, dù thánh hay phàm, không pháp nào không bao dung, cùng tột bờ bến. Vậy nên biết, ý căn đầy đủ 1.200 công năng. A Nan, nay ông muốn ngược dòng sinh tử, xoay về tột gốc lưu chuyển, đến chỗ không sinh diệt, thì nên xét trong 6 căn hiện đương thụ dụng, cái gì là hợp, cái gì là ly, cái gì là sâu, cái gì là nông, cái gì là viên thông, cái gì là không viên mãn. Nếu ngộ được căn tính viên thông nơi đó, ngược lại dòng nghiệp dệt vọng vô thủy kia và theo được tính viên thông, thì đối với sự tu hành nơi cái căn không viên thông, hiệu quả sắp bội, một ngày bằng một kiếp. Tôi nay đã chỉ rõ 6 căn viên minh,
vốn có những số lượng công năng như thế, tùy ông lựa chọn nơi căn nào có thể nhập đạo được thì tôi sẽ phát minh để cho ông được tăng tiến trên đường tu hành. Thập phương Như Lai, nơi 18 giới, mỗi giới đều tu hành được viên mãn vô thượng bồ đề. Trong các giới đó cũng không có gì là hơn là kém, chỉ vì ông căn cơ thấp kém, chưa thể viên mãn trí tuệ tự tại trong ấy được, nên tôi bảo ông chỉ đi sâu vào một căn, đi sâu đến chỗ không còn vọng tưởng thì cả sáu căn kia một thời đều thanh tịnh. Chi ba, chỉ rõ chỗ hư vọng của sáu căn. Ông A Nan bạch Phật rằng: Thưa Thế Tôn, làm sao ngược dòng hư vọng đi sâu vào một căn lại có thể khiến cho sáu căn một thời đều thanh tịnh? Phật bảo ông A Nan: Ông này đã được quả Tu Đà Hoàn, đã diệt được kiến hoặc của ba cõi thế gian chúng sinh, song còn chưa biết những tạp khí hư vọng chủ nhóm trong căn từ vô thủy, các tạp khí kia phải nhân tu đạo rồi mới đoạn được. Huống chi trong đó còn có rất nhiều phân loại, số một sinh trụ dị diệt. Này ông, hãy xét sáu căn hiện tiền là một hay là sáu? A Nan, nếu nói là một thì lỗ tai sao không thấy, con mắt sao không nghe, đầu sao không đi, chân sao không nói? Còn nếu sáu căn đó quyết định là sáu thì như trong hội này tôi chỉ dạy pháp môn nhiệm màu cho ông, trong sáu căn của ông cái gì lĩnh thụ? Ông A Nan bạch: Tôi dùng lỗ tai nghe. Phật dạy: Lỗ tai ông tự nghe, nào dính gì đến thân với miệng, mà miệng ông thì hỏi nghĩa, thân ông thì đứng dậy kính vân. Vậy nên biết rằng chẳng phải một mà cuối cùng thành sáu, chẳng phải sáu mà cuối cùng thành một. Rốt cuộc cái căn của ông vốn không phải là một hay là sáu. A Nan, ông nên biết cái căn ấy không phải một, không phải sáu, do từ vô thủy đắm chấp trái ngược nên nơi tính viên trạm sinh ra có cái một, cái sáu. Nay ông được quả Tu Đà Hoàn, tuy đã tiêu được cái sáu nhưng còn chưa quên cái một. Như cái hư không tham hợp với các khí mảnh, do hình trạng khí mảnh khác nhau mà gọi là hư không khác nhau. Đến khi trừ bỏ khí mảnh mà xem cái hư không thì nói hư không là một. Chủ cái hư không kia làm sao lại vì ông mà thành đồng hay không đồng? Huống nữa lại gọi là một hay không phải một? Sáu căn hay biết của ông thì cũng như vậy. Do hai thứ sáng và tối tỏ bày lẫn nhau nơi tính diệu viên, làm dính tính yên lặng phát ra cái thấy, cái thấy ảnh ra thành sắc, kết cái sắc lại thành căn, gốc căn, thì gọi là tứ đại thanh tịnh. Nhân gọi hình thể con mắt như quả bồ đào, bốn trần của phù căn rong ruổi chạy theo sắc. Do hai thứ động và tĩnh đối chọi lẫn nhau nơi tính diệu viên, làm dính tính yên lặng phát ra cái nghe ảnh ra thành tiếng, cuốn cái tiếng lại thành căn, gốc căn, thì gọi là tứ đại thanh tịnh. Nhân gọi hình thể cái tai như lá mới cuốn, bốn trần của phù căn rong ruổi chạy theo tiếng. Do hai thứ thông và biệt phát hiện lẫn nhau nơi tính diệu viên, làm dính tính yên lặng phát ra cái ngửi ảnh ra thành hương, thu nạp cái hương thành căn, gốc căn, thì gọi đó là tứ đại thanh tịnh. Nhân gọi hình thể cái mũi như hai móng tay rũ xuống, bốn trần của phù căn rong ruổi chạy theo hương. Do hai thứ nhạt và có vị tham trước lẫn nhau nơi tính diệu viên, làm dính tính yên lặng phát ra cái nếm ảnh ra thành vị, thưởng thức cái vị thành, thưởng thức cái vị thành căn, gốc căn, thì gọi là tứ đại thanh tịnh. Nhân gọi là tứ đại thanh tịnh, nhân gọi hình thể cái lưỡi như mặt trăng mới khuyết,
bóng tròn của phù càng rong ruổi chạy theo vị. Do hai thứ ly và hợp so sánh lẫn nhau nơi tính diệu viên, làm dẫn tính yên lặng phát ra cái biết xúc, cái biết xúc ánh ra thành xúc, ôm nắm cái xúc thành căn gốc căn thì gọi là tứ đại thanh tịnh. Nhân gọi hình thể cái thân như dáng trống cơm, bốn trần của phù căn rong ruổi chạy theo xúc. Do hai thứ sinh về diệt tiếp tục lẫn nhau nơi tính diệt viên, làm dính tính yên lặng phát ra cái biết ảnh ra thành các pháp, tóm thu các pháp thành căn gốc căn thì gọi là tứ đại thanh tịnh. Nhân gọi cái ý như cái thấy trong phòng tối, bốn trần của phù căn rong ruổi chạy theo pháp. Chi 4, chỉ ra hư vọng không thật, phát minh chân tính thì viên thoát. A nan, sáu căn như vậy, do tính giác minh kia chuyển thành minh giác, mất tính sáng suốt, dính với cái vọng mà phát ra hay biết. Vậy nên ông nay rời sáng rời tối thì không có cái thấy, rời động rời tỉnh thì không có cái nghe, không thông không bịt thì cái ngửi không sinh, không vị không nhạt thì cái nếm không phát ra, không ly không hợp thì cái biết xuất vốn không, không diệt không sinh thì cái rõ biết không gá vào đâu. Ông chỉ đi theo những động tĩnh hợp ly, không vị có vị, thông biệt sáng tối, sinh diệt, cả 12 tướng hữu vi đó, đi đến rút được một căn ra khỏi cái dính, phục vào bên trong, phục trở về tính bản chân, phát ra tính sáng suốt bản lai. Tính sáng suốt đó đã phát minh thì năm chỗ dính khác cũng liền đó được giải thoát. Không do tiền trần mà khởi ra tri kiến thì cả sáng suốt không đi theo căn, chỉ gửi nơi căn mà phát ra. Nhân đó sáu căn có thể dùng thay lẫn nhau. A nan, hả ông không biết ở trong hội này ông A na lục đà không có mắt mà thấy, rồng bạc nan đà không có tai mà nghe, thần nữ căn già không có mũi mà nghe hương, ông kiều phạm bát đề lưỡi khác mà biết vị, thần thống nhã đa không có thân mà biết xúc. Do hào quang Như Lai ánh ra làm cho ông ấy tạm thời hiện ra có thân, chữ bản chất của ông là gió thì thân thể vốn không có. Các vị thành văn được tịch diệt trong diệt tận định, như ông Mahaka giết trong hội này đã diệt ý căn lâu rồi mà vẫn rõ biết cùng khắp, không nhân tâm niệm. A nan, nếu các căn của ông đều được giải thoát trọn đủ thì cái sáng suốt trong tâm tính phát ra, như thế thì các phù trần và các tưởng biến hóa trong thế gian sự vật đều tiêu mất, như giá gặp nước sôi, ngày đó liền hóa thành vô thượng tri giác. A nan, như người thế gian kia nhõm cái thấy nơi con mắt, nếu bạo nhắm kính thì tưởng tối hiện ra, cả sáu căn đều tối, đầu và chân giống nhau, người kia lấy tay rờ quanh ngoài thân thể thì tuy không thấy, nhưng một phen nhận được đầu và chân rồi thì cái hay biết vẫn đồng như trước kia. Duyên vì cái thấy nhận nơi sáng nên khi tối thành ra không thấy, chữ không có sáng mà tự phát ra cái thấy thì các thứ tối hẳn không thể làm mờ được. Căn và trần đã tiêu rồi, làm sao tính giác minh lại không thành nhiệm màu cùng khắp. Mục 12, đánh chuông thật nghiệm tính thường. Đoạn 1, nghi căn tính không có tự thể. Ông A Nan bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, như lời Phật dạy, chỗ phát tâm cầu được thường trụ trong lúc tu nhân, cốt yếu cần phải cân xứng với những đức tính trong lúc chứng quả. Bạch Thế Tôn, như trong quả vị, nào là Bồ Đề, Niết Bàn, Chân Như, Phật Tính, Amala Thức, Không Như Lai Tạng, Đại Viên Kính Trí. Bảy thứ danh hiệu tuy có khác nhau, nhưng thể tính đều thanh tịnh viên mãn, vững chắc như kim cương vương, thường trụ không hư nát.
Nếu cái thấy nghe, ngoài những tướng sáng tối, động tĩnh, không bịt, rút ráo không có tự thể, cũng như cái tâm niệm, rời tiền trần ra, vốn không có gì, thì làm sao lại đem cái rút ráo đoạn diệt ấy làm cái nhân tu hành để được bảy quả thường trụ của Như Lai? Bạch Thế Tôn, nếu rời sáng tối thì cái thấy rút ráo là không, nếu không có tiền trần thì tự tính tâm niệm diệt mất, lùi tới phần xoay suy xét chính chắn, vốn không có tâm tôi và tâm sở của tôi, vậy đem cái gì làm nhân để cầu được vô thượng giác? Đức Như Lai trước kia nói cái tỉnh hay biết yên lặng là viên mãn thường trụ, nhưng để trái với lẽ thường thì rốt cuộc chỉ thành hí luận, làm sao nhận được lời nói Như Lai là chân thật? Xin Phật rủ lòng đại bi mở chỗ mê chấp cho tôi. Đoạn 2. Chỉ ra tỉnh nghe là thường trụ. Phật bảo ông A Nan rằng: ông học về mặt nghe nhiều, chưa hết các điều lậu lạc, trong tâm chỉ biết suông cái nhân điên đảo, mà cái điên đảo hiện thật trước đó thì chưa biết được. Ê ông thành thật còn chưa tin phục, nay tôi thử đem những việc trần tục để trừ cái nghi của ông. Khi bấy giờ, Đức Như Lai bảo ông La Hầu La đánh một tiếng chuông, rồi hỏi ông A Nan rằng: nay ông có nghe chăng? Ông A Nan và đại chúng đều nói: có nghe. Chuông hết kêu, không tiếng, Phật lại hỏi rằng: nay ông có nghe chăng? Ông A Nan và đại chúng đều đáp: không nghe. Khi đó, ông La Hầu La lại đánh một tiếng, Phật lại hỏi rằng: nay ông có nghe chăng? Ông A Nan và đại chúng đều đáp: có nghe. Phật hỏi ông A Nan: thế nào thì ông có nghe, còn thế nào thì ông không nghe? Ông A Nan và đại chúng đều bạch Phật rằng: tiếng chuông nếu đánh lên thì chúng tôi được nghe, đánh lâu tiếng hết, tâm vang đều không còn thì gọi là không nghe. Như Lai lại bảo ông La Hầu La đánh chuông, rồi hỏi ông A Nan rằng: theo ông nay có tiếng không? Ông A Nan và đại chúng đều nói: có tiếng. Ít lâu tiếng dứt, Phật lại hỏi rằng: theo ông nay có tiếng không? Ông A Nan và đại chúng đều đáp: không tiếng. Lát sau, ông La Hầu La lại đánh chuông, Phật lại hỏi rằng: theo ông nay có tiếng không? Ông A Nan và đại chúng đều nói: có tiếng. Phật hỏi ông A Nan: thế nào ông gọi là có tiếng, còn thế nào thì gọi là không tiếng? Ông A Nan và đại chúng đều bạch Phật rằng: tiếng chuông nếu đánh lên thì gọi là có tiếng, đánh lâu tiếng hết, tâm vang đều không còn thì gọi là không tiếng. Phật bảo ông A Nan và đại chúng rằng: hôm nay các ông sao nói trái ngược, lộn xộn như thế? Đại chúng và ông A Nan đồng thời bạch Phật: làm sao Phật bảo chúng tôi trái ngược lộn xộn? Phật dạy: tôi hỏi ông về nghe thì ông nói là nghe, tôi hỏi về tiếng thì ông nói là tiếng, chỉ cái nghe và cái tiếng mà trả lời không nhất định như thế, sao lại không gọi là trái ngược lộn xộn? A Nan, tiếng tiêu mất, không tâm vang thì ông gọi là không nghe, nếu thật không nghe thì tính nghe đã diệt rồi, đồng như cây khô, khi tiếng chuông lại đánh lên, làm sao ông còn biết được? Biết có, biết không là tự cái tiếng hoặc không, hoặc có, đâu phải tính nghe kia, vì đó mà có, mà không. Nếu tính nghe thật là không, thì còn cái gì biết là không nữa? Vậy nên A Nan, cái tiếng ở trong cái nghe tự có sinh, có diệt, không phải vì ông nghe cái tiếng sinh diệt mà làm cho tính nghe của ông thành có, thành không. Ông còn lộn lèo, làm cái tiếng, làm cái nghe, là gì chẳng mê mờ, lấy cái thường, làm cái đoạn. Tóm lại, ông không nên nói rằng rời các thứ động tĩnh, đóng mở, thông biệt thì cái nghe không có tính.
như người ngủ mê, nằm trên giường gối, trong nhà có người, trong lúc người kia ngủ, giả một cối gạo, người ấy trong chim bao nghe tiếng giả gạo, làm thành vật khác, hoặc cho là đánh trống, hoặc cho là đánh chuông. Tức trong chim bao, người ấy cũng lấy làm lạ, rằng sao tiếng chuông lại vang lên như cây, như đá. Khi chợt tỉnh dậy, liền nghe tiếng chày, thì người ấy tự bảo người nhà rằng, chính trong lúc chim bao, tôi đã làm tiếng chày này là tiếng trống. A Nan, người đó trong chim bao, đâu nhớ những chuyện động tĩnh, đóng mở, thông bịt. Hình người kia tuy ngủ, nhưng tính nghe không mờ. Dầu cho hình ông tiêu tan, thân mạng dời đổi diệt mất, làm sao tính nghe ấy lại vì ông mà tiêu diệt được? Do các chúng sinh từ vô thủy đến nay đi theo sắc thành, theo niệm mà lưu chuyển, không hề khai ngộ bản tính thanh tịnh diệu thường, không theo cái thường, chỉ theo các thứ sinh diệt, do đó đời đời bị tạp nhiễm mà phải lưu chuyển. Nếu bỏ cái sinh diệt, giữ tính chân thường, cái sáng suốt chân thường hiện tiền, thì các tâm niệm căn trần thức ngày đó đều tiêu mất. Tưởng vọng tưởng là trần, tính phân biệt là cấu, hai cái đó đã xa rời thì pháp nhãn của ông liền được trong suốt, làm sao lại không thành bậc vô thượng tri giác. Ha ha ha, 闻声摩地娑哈。